sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng Giêng năm 2014. Với gia đình tôi là một buổi sáng không bao giờ quên được với từng thành viên trong nhà. Bên ngoài tuyết đang rơi. Có lẽ như mọi lần sẽ có tiếng reo của Bèo, đứa em nhỏ nhất nhà vang lên: "Bố ơi, mẹ ơi, tuyết rơi rồi." Nhưng hôm nay sao im ắng quá. Vì học xa nhà nên em thường chỉ về thăm nhà lúc cuối tuần thôi. Và nếu như thường lệ thì giờ này em đã ở nhà rồi. Vì tôi đang cầm phone trên tay gọi liên tục tìm cậu, nhưng mọi cố gắng dường như là vô ích. Khi dì gọi báo cho tôi và mẹ tôi biết đêm qua Bèo không về nhà và mọi người đang đi tìm em, thì mẹ tôi và tôi không ai bảo ai nhìn ngay lên bàn thờ và đọc kinh cầu xin em không có chuyện gì xảy ra. Với những ngày cận Tết như thế này, mẹ tôi và tôi sau khi đọc kinh xong lại tiếp tục những công việc còn dang dở. Nhưng mẹ tôi luôn miệng nhắc nhớ cầm phone theo để dì tôi gọi mà nghe ngay. Khoảng hơn một tiếng thì dì tôi gọi lại và báo rằng police đã tìm được xe của em, nhưng không thấy em đâu cả. Cả nhà lại tự an ủi nhau rằng xe hư và em đang ở một trạm xăng nào đó để gọi về nhà. Dì tôi lại gọi và nói rằng cả nhà sẽ lên trường học của em để tìm thử xem em có nhờ bạn trở lại về trường không. Lại chờ đợi. Cá nhân tôi rất ghét cảm giác chờ đợi như thế này. Không còn là hồi hộp nữa, mà là sợ. Một nỗi sợ rất vô hình và đang đè nặng trong tôi. Những vui vẻ háo hức để sửa soạn, trang trí cho ba ngày Tết dường như tan biến đâu mất. Không còn tâm trí làm gì nữa cả, chỉ chầm chầm nhìn vào cái phone mà thôi. Hai tiếng sau dì tôi gọi lại và: "Thủy ơi, Bèo nó chết rồi." Tôi không còn tin vào những gì mình nghe nữa, chỉ biết đứng đó la lên: "Mẹ ơi, Bèo nó." Cho đến giờ phút này, một tháng đã trôi qua, em đã xa mọi người. Vậy mà khi ngồi xem hình đám tang em, tôi vẫn không tin cậu em hiền lành của tôi đã ra đi. Hôm nay tôi góp nhặt lại những lời tâm sự của bố mẹ và của gia đình muốn nói với em, làm thành một kỷ niệm. Có lẽ đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho em và gia đình của dì dưỡng tôi. Nhìn hình ảnh ông bà, cô bác, chú dì và bạn bè đến tiếc thương em, đến đông đủ tiễn em lần cuối, tôi tin em đang mỉm cười hạnh phúc. Bèo nè, em thích tuyết nên em chơi trò trượt tuyết. Để rồi con dốc dài đã đưa em đến cổng thiên đường, và em đã được các thiên thần giữ em ở lại. Nơi đấy chắc em đang bình yên. Em đang vui đùa hay lại trốn ở một góc nào để ngủ hả? Nếu như em ngủ thì cho chị bước vào giấc ngủ của em được không? Chị sẽ ru em ngủ ngon hơn bằng cách đọc cho em nghe những gì mà bố mẹ và mọi người muốn nói với em nha. Chị sẽ bắt đầu bằng lá thư của bố Hưng gửi Bèo. Lá xanh rụng xuống trời hay chân trời, lá vàng khô khóc lá xanh rơi, chim chóc ngừng bay đứng ngậm. Cỏ hơn trách gió xa khơi, gió xa ai thổi tới, la li cành buồn lắm người ơi. Lá vừa đơm lên cánh xanh tươi, chim chóc về chưa mõm được môi, gió bão cuồng xô lá xanh rơi.
một sự công tâm và chân thực, bố có nhận xét về con. Con là một đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương, lễ phép. Mọi người, ông bà, các bác, chú, cô, dì, các bạn bè ai cũng quý mến, thương yêu con. Con là một người tốt bụng, luôn luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người. Trong gia đình hoặc với bạn bè, bất kỳ ai khi có việc gì cần thì đều gọi con. Bởi vì khi được nhờ, con luôn luôn mau chóng chạy đến, vui vẻ giúp đỡ. Con là một đứa trẻ hiền lành, dễ thương. Con đã rất ít khi làm người khác phải buồn lòng. Hơn thế nữa, con luôn luôn mang niềm vui đến cho những người xung quanh. Tính tình con rất đơn sơ, vui vẻ, hồn nhiên, luôn luôn nở nụ cười trên môi. Chính vì vậy, ngay khi nghe tin con ra đi, bố đã vô cùng bàng hoàng, đau xót, không thể tin được là chuyện này đã xảy ra. Và rồi bố đã có một tâm trạng bất mãn, rất là bất mãn. Tại sao một đứa bé dễ thương, hiền lành như vậy lại phải ra đi? Cuộc sống này phải nên có nhiều những con người như vậy. Những con người tốt lành như vậy phải nên sống lâu, để cho cuộc sống này được tốt đẹp, hạnh phúc hơn chứ. Khi mở ra xem lại các hình ảnh của con, từ thuở ấu thơ cho đến khi đã trưởng thành, bố cứ tự hỏi: hãy nhìn kìa, gương mặt của nó sáng sủa, phương phi, đầy đặn, phúc hậu như vậy, sao nó có thể là một người yếu mệnh được chứ? Tại sao Chúa lại sớm đưa nó đi như vậy chứ? Sao Chúa không đưa con đi thay cho nó? Khi đến nhà quàng để nhìn mặt con, bố thấy con như đang ngủ, thậm chí như đang mơ một giấc mơ đẹp. Khuôn mặt của con rất là thanh thản, bình an. Lúc nhận được chuỗi tràng hạt mà nhà quàng nói rằng đã lấy ra từ trong túi của con, bố mới hiểu rằng cho dù tai nạn xảy ra với con có thảm khốc, đau thương như thế nào đi nữa, thì con cũng đã ra đi rất bình an và thanh thản. Có lẽ Đức Mẹ đã đến đón con, đưa con đi trong vòng tay êm ái của mẹ. Sau đó anh Bon có kể lại rằng trước đó không lâu, anh con có hỏi là con có sợ chết không, thì con đã trả lời là không, và con luôn sẵn sàng cho giờ phút Chúa đến đón. Rồi những ngày sau đó, bố đã được chứng kiến ông bà, các bác, chú, cô, dì, các anh chị em của con khóc lóc tiếc thương con. Bố cũng đã vào Facebook xem được các lời tiễn đưa vô cùng cảm động của các bạn đã dành cho con. Bố đã vô cùng xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho con. Bố vẫn biết con là một đứa trẻ dễ thương, được mọi người thương yêu. Nhưng đến khi đó, bố mới thấy hết được là con đã được mọi người yêu thương đến như thế nào. Và vào giờ phút mọi người đến tiễn đưa con, nhìn thấy mọi người ai ai cũng ngậm ngùi tiếc thương, bố chợt nhớ đến một câu nói mà ông nội đã từng nói với bố, và chính bố cũng đã từng nói với con, một câu nói mà bố rất thích: con ơi, khi con cất tiếng khóc chào đời, mọi người xung quanh nhìn con mỉm cười vui sướng. Con hãy sống sao cho một ngày nào đó, khi con ra đi, mọi người xung quanh con đều rơi lệ, mà riêng con thì mỉm cười. Ngay khi đó, bố đã nghiệm ra một điều: ý nghĩa, giá trị cuộc sống của một con người không phụ thuộc vào việc cuộc sống đó đã kéo dài bao lâu, mà phụ thuộc vào cuộc sống đó đã được sống như thế nào. Bởi vì bố đã thấy rằng cuộc sống 21 năm của con đã đầy đủ, trọn vẹn và có giá trị hơn cuộc sống 51 năm của bố. Trong 21 năm đó, con đã đem niềm vui đến cho mọi người, làm được nhiều việc hơn cho mọi người những gì mà bố đã làm được trong 51 năm qua. Vì vậy, ngay giờ phút này, bố đã cảm thấy vô cùng an tâm về con. Và bố chỉ muốn nói với con một câu thôi: con ơi, bây giờ thì con hãy mỉm cười mà thanh thản ra đi.
con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Em, nãy giờ em có nghe phải không? Bố rất an tâm và hãnh diện về em đó. Em vui không? Giờ thì mình đọc thư của mẹ anh nha. Mẹ cứ suy nghĩ hoài về sự ra đi đột ngột của con. Cả ngày thứ bảy chờ đợi nhưng con không về, gọi điện thoại cũng không nghe tiếng con trả lời. Suốt đêm mẹ nóng ruột cứ nghĩ là con ốm. Con không khỏe giống như tuần trước. Con bảo với mẹ rằng con nhức đầu, không về nhà tuần này. Tuần đó là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Mẹ không dám nói, sợ con mệt lái xe về nhà nguy hiểm. Mẹ nhớ mãi trưa Chủ nhật hôm đó, cả nhà lên Columbus thăm con. Mẹ còn chuẩn bị thức ăn cho con một tuần. Mẹ cứ nghĩ là con ốm, con không lái xe về nhà được. Khi anh Bon báo tin con đã chết, mẹ đứng người. Mấy phút sau mẹ mới có thể bật khóc. Mẹ đã gào lên không tin, mẹ không tin, trái tim mẹ tan nát beo ơi. Mẹ đau đớn, thổn thức khi nghĩ đến cái chết của con. Một mình lạnh lẽo giữa đất trời mênh mông, tuyết vẫn rơi và phủ lấp. Những câu hỏi xoay quanh, tại sao con đi về nhà trong cơn bão tuyết? Tại sao con dừng xe gần con dốc đổ xuống vực sâu? Và tại sao con lại ra đi ở độ tuổi thanh xuân 21? Nhưng rồi mẹ bình tâm lại. Mẹ nhớ lại hình ảnh của con. Từ khi con còn trong bụng mẹ, mẹ bị viêm gan siêu vi B, ảnh hưởng đến thai nhi. Mẹ không thể uống thuốc. Hai mẹ con ta chữa trị bằng đức tin. Mẹ đã uống nước đã được làm phép đừng trong tượng Đức Mẹ. Khi con ra đời, da trắng, môi đỏ, tóc vàng hoe, mẹ đã vui mừng và hạnh phúc biết bao. Lên 3 tuổi, cả nhà đi tắm biển Nha Trang, cả nhà bị sóng dữ đánh dập vùi dưới cát. Đến khi mẹ ngoi lên mặt nước, mẹ hốt hoảng tìm con.
nhìn thấy con vẫn ôm cái phao con vịt màu đỏ trôi bền bồng trên mặt biển. Mẹ đã chạy đến ôm con vào lòng, miệng không ngớt lời tạ ơn Chúa Thánh Thần đã nâng con lên qua cơn sóng dữ. Mười tuổi, con muốn đi tu. Con nói với mẹ con muốn theo Chúa. Con muốn đến với Chúa bằng con đường hẹp. Con đã từ chối tình yêu của cô bé mắt nai. Con bảo con phải đi tu. Mẹ nghe con kể mà cứ buồn cười về tình yêu trẻ con. 12 tuổi, con đi giúp lễ sáng. Con phải dậy sớm giúp lễ lúc 5 giờ. Lúc đầu, mẹ cũng theo con đi lễ hàng ngày. Nhưng rồi, sau đó mẹ mệt quá đành bỏ cuộc. Một mình con đi lúc trời chưa trạng vạng sáng. Một mình con đi theo Chúa trong lúc cả nhà đang ngủ say. Con tham gia nhóm hạt cải, luôn giúp đỡ những người nghèo, trẻ mồ côi, khuyết tật và những người cùi. Con lấy tên là Cải Xuân. Mọi người hỏi vì sao chọn tên này. Con muốn đem mùa xuân đến cho mọi người. Rồi con lớn lên, con không còn ý định đi tu. Con muốn hưởng thụ cuộc sống. Con muốn qua Mỹ. Con muốn khám phá trời mới đất mới. Bố mẹ đã hy sinh tất cả, tiền bạc, sự nghiệp, ngôi nhà khang trang để cho con và anh Bon thực hiện ước mơ của mình. Qua Mỹ chưa đầy 2 năm, con mắc bệnh vẩy nến. Tuy mặt mũi da dẻ con sần sùi, nhưng con vẫn vui vẻ, vẫn hồn nhiên. Khi đi hành hương, mẹ đã cầu nguyện, đã khóc nỉ non xin Đức Mẹ và Chúa Giêsu chữa bệnh cho con. Con bảo mẹ, con đã cầu xin Đức Mẹ và Chúa chữa bệnh, nhưng nếu đây là thánh giá mà con phải mang, thì con xin vâng. Và con đã vui vẻ vác thánh giá Chúa ban. Bệnh con ngày càng nặng, con không muốn cho mẹ xem lưng, xem bụng con, vì mỗi lần xem là mẹ đau lòng lắm. Con muốn tham gia ca đoàn, con muốn về nhà mỗi tuần. Mẹ rất vui vì thấy hai anh em con sinh hoạt trong cộng đoàn. Con không cảm thấy cô đơn nữa. Hôm nay Chúa đã chữa bệnh cho con. Con không còn xấu xí, con đã trở nên sáng láng đẹp đẽ. Và Chúa đã gọi con về nhà. Con thích tuyết, thích nghịch ngợm chơi đùa trên tuyết, làm snowman, nhảy nhót trên mặt hồ đóng băng sau nhà. Và cuối cùng, con đã chơi trượt tuyết, một con dốc dài đưa con lên tận trời cao. Mẹ luôn tìm kiếm một nơi ở tốt nhất, một ngôi trường tốt nhất, một môi trường sống lành mạnh và an toàn nhất. Mẹ luôn muốn bảo vệ cho con, lo lắng phần hồn cả phần xác cho con. Bây giờ thì mẹ yên tâm rồi. Thân xác của con đã được nằm dưới chân Đức Mẹ. Linh hồn con đã được trở về với Chúa. Mẹ đã vui vì con đã được bình an trở về nhà cha. Mẹ phải cảm tạ Chúa vì đã ban cho mẹ con ta 21 năm vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Mẹ chỉ nhớ con, thương con nhiều lắm. Con gấu thích ngủ đông của mẹ. Mấy hôm nay mẹ nhớ em nhiều lắm đó. Mẹ có làm món xôi chiên em thích. Và giờ thì mẹ cũng đã bình tâm lại nhiều rồi. Em hãy an lòng mà trở về nhà cha em nhé. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi
mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Bác Thanh gửi Bèo nè. Bèo ơi, bác rất bàng hoàng khi nghe tin con về với Chúa. Vội vàng và đột ngột quá, cả nhà mình đều đau lòng về con ra đi. Nhất là bố, mẹ, anh Bon, bà và các bác, các cô chú, các anh chị em con. Con đã lớn, đã trưởng thành, nhưng bác không quên được hình ảnh con lúc nhỏ giúp lễ bác Hà mỗi khi thánh lễ tại gia đình. Rất đơn sơ, thánh thiện. Bác không quên những buổi sáng con dậy sớm đến nhà thờ Chí Hòa giúp lễ. Trời còn sớm quá là mẹ lo lắng, cũng phải dậy sớm đi lễ với con. Và cả đến bây giờ, mỗi khi gia đình có lễ tại gia, con vẫn là người sốt sắng đứng bên cạnh cha giúp lễ. Bác không quên, khi còn bé, con đã có ước nguyện lớn lên con sẽ đi tu. Mới đầu thì muốn đi tu làm cha, đi tu dòng Francisco với bác Hà, rồi sau lại muốn làm đức cha để được ban phép thêm sức. Vì làm cha thì không được ban phép và thêm sức. Cuối cùng thì con nói làm ai cũng được, miễn là không làm đức giáo hoàng. Vì làm giáo hoàng thì phải sang bên Roma, không được ở gần bố mẹ. Bác biết bố mẹ con rất can đảm và quảng đại, khi từ lúc con còn niên thiếu đã vui lòng và sẵn sàng dâng con cho Chúa. Chúa đã nhận lễ hiến dâng của bố mẹ con ngay từ những ngày ấy. Nhưng Chúa để cho đến hôm nay, khi lễ dâng đời con đạt độ tuổi và mức trưởng thành sung mãn nhất, mới đón con về với Ngài. Lễ dâng hôm nay là một lễ hiến tế không chỉ của con, mà còn của bố mẹ, anh Bon và mọi người trong đại gia đình mình. Mọi người lúc này đều phải quảng đại và can đảm dâng hiến con cho Chúa. Con là đứa con ngoan trong nhà, tất cả mọi người đều thương mến con. Chúa thấy con là một bông hoa đẹp nhất trong vườn nhà mình, nên Chúa muốn hái con về trước, để sự đời không làm héo úa cánh hoa đời con. Trước khi thế gian có thể làm hoang ố tâm hồn con, Chúa muốn con về với Chúa vào thời điểm đẹp nhất đời con. Không có lúc nào đẹp hơn lúc này. Hôm bác gọi sang cho bà và cô Huyền thì em Ben bắt máy. Nghe tiếng bác, Ben nói ngay: "Bác Thanh ơi, anh Bèo đã về với Chúa rồi, về với ông rồi. Bác Thanh cầu nguyện cho anh Bèo nha, cho anh Bèo được lên thiên đàng với Chúa và với ông nhé." Và nó nhắc lại lần nữa: "Bác Thanh, nhớ cầu nguyện nhiều nhiều cho anh Bèo nhé." Bác không biết Ben hiểu thế nào về việc về với Chúa, về việc cầu nguyện, về việc lên thiên đàng. Nhưng bác nghĩ con đã nhờ Ben nói từng người trong gia đình mình những lời đó. Bác cũng thay cho mọi người nói lời từ biệt con và hứa không quên con trong lời cầu nguyện hàng ngày. Con ra đi cách thế này làm cho không một ai trong gia đình mình có thể quên con. Vậy khi con được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa, con cũng đừng quên một ai trong nhà, những người thân yêu của con.
ông bà, bố mẹ, anh Bon, các bác, các cô chú, các anh chị em của con. Bác tạm biệt con nha, bác Thanh. Má Hoàng muốn nói gì với Beo nè? Beo con, khi ta sinh ra, mọi người cười, còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc, còn ta thì cười. Con đã làm được rồi Beo à. Má Hoàng và cả gia đình mình đang khóc vì nhớ con. Đến lúc này, má Hoàng cũng chưa dám tin là con đã bỏ mọi người ra đi. Tết năm nay, má Hoàng không nghe được lời chúc của con và tiếng vân ạ của con nữa rồi. Má Hoàng xin lỗi con, vì chặng đường cuối, má Hoàng, các cậu, các dì và những anh chị em đã cùng sống với con thời thơ ấu, không có ai ở bên con. Thôi thì con hãy thanh thản ra đi về với Chúa. Lúc nào mọi người trong gia đình vẫn nhớ về con, Beo giấm mà. Một tháng rồi con đi xa, giờ này chắc con đã được lên thiên đàng rồi phải không? Bao nhiêu nỗi nhớ thương con khi nhìn những tấm hình mà mọi người đưa tiễn con đi. Má Hoàng đã khóc khi biết rằng đó là sự thật, gia đình đã mất con. Con nằm thanh thản quá Beo à, trong khi mọi người đang khóc vì con. Rồi đây mỗi năm, gia đình cúng kỳ dỗ hay ngày Tết, má Hoàng sẽ có thêm một cái tên đợi gọi, Vũ Quốc Hiệp, từ Beo. Những người bạn thân của mẹ cũng gửi cho em nè. Cô Diễm nhắn em, Beo ơi, hôm nay mọi người tiễn con về đất. Cô rất muốn gặp con lần cuối. Thằng bé trắng trẻo hay cười lúi húi phụ mẹ nấu nướng mỗi khi các cô đến nhà chơi. Nhưng xa xôi quá, cô chỉ có thể gửi đến con vài dòng tiễn biệt. Mong con ở thế giới khác sung sướng và thanh thản. Con ra đi, để lại bao nhiêu thương nhớ cho người ở lại.
cứ nghĩ về con là cô lại rơi nước mắt. Thương con một, cô thương mẹ con 10 Beo à. Thôi con yên nghỉ Beo nhé. Con vẫn là cô Beo bé bỏng của cô ngày nào. Cô biết thay mặt các dì, chú, bạn bè, mẹ đưa tiễn Beo đi nè. Cô và tất cả những người bạn khác của mẹ con, kể cả những người chưa biết mặt con bao giờ, ai cũng cảm thấy như chính mình mất đi một đứa con yêu quý. Cô tin là con đang ở cạnh Chúa, cho nên con phải xin Chúa giúp mẹ của con có sức mạnh để vượt qua nỗi đau lớn lao này nha con. Cô cũng giống cô Diễm, luôn luôn ở trong tâm trí và thương yêu con như con của các cô. Hãy yên nghỉ con nha. Beo à, em nhớ gì quà bạn mẹ không? Chắc lại gãi đầu và cười tít mắt. Dạ không à, cho xem. Dì Hòa cũng nghĩ về Beo và thương Beo nhiều lắm đó. Chị Na nè Beo. Beo ơi, thiên đường có gì vui không mà em lại bỏ cả gia đình để về nơi đó? Dự định của chị Na và cả Tuốt là sẽ có một ngày nào đó đám chị em mình thời nhỏ sẽ tụ lại với nhau nơi nhà cố ngày xưa. Nhưng ước mơ chưa thành thì em đã mất. Rồi đây, các chị về sẽ nhớ em lắm. Giờ thì đến của ai đây? Chị đọc rồi Beo đoán nha. Beo ơi, giờ này chắc Beo đang lên thiên đường phải không em? Em hư lắm, em có biết làm cả nhà khóc rồi không? Tết sắp đến rồi mà Beo, em không muốn chúc Tết mọi người sao? Em không muốn chọc mọi người cười nữa à? Vì khi em chúc Tết với giọng nói rất nhanh, làm cả nhà luôn cười. Beo ơi, chị đang nhớ về ngày mà em mới qua Mỹ. Sáng mọi người còn đang ngủ say thì chị nghe dưới bếp có tiếng. Chị xuống thấy Beo đang chiên trứng. Beo nói: em đói chị Thùy ạ. Và cười toe toét. Nụ cười của em có lẽ chị sẽ không bao giờ quên được. Vậy đó, chị em mình đã sống với nhau suốt 3 tháng trời, biết bao buồn vui. Rồi thì em về lại Ohio sống, cứ nghĩ sẽ có ngày chị sang đó, được Beo dẫn đi đó như đây, như em đã từng hứa. Vậy mà Beo nè, chị Thủy nhớ lắm một thời gian Beo và Bon về Cali, chị em mình cùng đi chơi Vegas và Disneyland, vui lắm phải không Beo? Chị còn nhớ lúc đó đứng ghét like chơi mệt quá. Thế là Beo kể chuyện cho chị Thủy, chị Phương và chị Minh nghe về một con chuột vào buổi tối chạy quanh nhà, làm Beo sợ cứ nghĩ là ma, làm tụi chị cười quên hết mệt, cười đến mức anh Bon ghen tị. Sao Beo làm gì mọi người cũng cười, còn Bon thì không được như vậy. Còn nữa, khi các chị chụp hình, em luôn đưa cánh tay ra cho các chị mang áo khoác lên và nói: em giữ áo, các chị cứ chụp đi. Em luôn nghĩ đến mọi người, như lần này sao em lại bỏ mọi người đi vậy hả Beo? Beo ơi, đêm qua em nằm dưới vực đó có lạnh lắm không em? Em có kêu mọi người đến cứu em không hả? Em có sợ không Beo khi xung quanh toàn tuyết và bóng tối? Chị nghĩ em sẽ tuyệt vọng lắm phải không? Sao em lại chọn cho mình chiếc mền bằng tuyết vậy Beo? Hay em mãi chơi, nằm đếm sao và ngủ quên? Phải làm sao đây hả Beo? Chị không dám tưởng tượng nữa. Càng nghĩ chị càng thấy đau lòng. Sao em khờ vậy? Sao không ngồi trong xe mà gọi bố mẹ hay anh Bon ra đón? Lại ra ngoài làm chi, cho gió cuốn em rơi xuống vực hả Beo? Beo, chị không tin khi nghe mẹ nói Beo đi. Beo hư lắm. Gần Tết, công việc nhà nhiều như vậy mà em không cho chị làm. Cứ làm cái này rồi chị quên cái kia. Chị gọi về nhà mấy dì ở Việt Nam cũng không tin. Mấy dì nói đợi Beo dúng về Việt Nam chơi kìa. Sao em đi mà không nói với ai câu nào hết vậy Beo? Rồi ai sẽ cạo gió khi mẹ bệnh đây? Ai sẽ phụ mẹ nấu cơm đây hả em? Ai sẽ hát bài con gấu và múa cho mẹ xem? Em mới 21 tuổi mà Beo. Không lẽ em muốn mình trẻ hoài ở tuổi 21 nên em bỏ mọi người ra đi sao? Thằng em mắt hí của chị, từ nay chị không nghe được giọng nói bắt và vui của em nữa rồi. Không còn nghe em giảng đạo ông cụ non với anh Bon nữa.
tự dưng bây giờ chị thèm nghe em kêu chị Thủy ơi, làm món này món kia cho em ăn đi. Chị xin lỗi Beo, cuộc sống với quá nhiều bận rộn, đôi khi chị hơi vô tâm khi không nhớ về em. Beo ơi, cho chị xin lỗi em nha. Beo, giờ em nằm trong kia lạnh lẽo lắm và cô đơn lắm phải không? Mai bố mẹ, anh Bon và chị An sẽ vào với em. Beo đừng buồn nha, cả nhà luôn nhớ và thương Beo giúp. Vậy là cuộc hẹn của chị em mình vào mùa hè đã không thực hiện được rồi. Chưa bao giờ chị lại ghét tuyết như bây giờ. Tự dưng chị không thấy tuyết rơi là đẹp nữa Beo à, vì tuyết đã lấy đi của chị đứa em mà chị yêu thương. Em hiền lành nên chị tin em sẽ được lên thiên đàng. Dù sao mọi người rất thương nhớ về em, nhưng chị và cả nhà sẽ cố gắng không khóc nữa, để Beo an lòng mà ra đi. Từ nay Beo sẽ ngủ ngoan nha, con gấu thích ngủ của cả nhà. Và nụ cười hiền của em sẽ luôn mãi mãi trong lòng mọi người. Một tháng ít nhiều để cả nhà bình tâm lại trước sự ra đi đột ngột của em. Beo ơi, 21 năm em đã có mặt trên chốn nhân gian này. Dù em chưa biết hết những ngọt bùi của thế gian, nhưng chị tin em cũng đã có một cuộc dạo chơi đầy thi vị phải không em? Bất chợt chị nhớ hai câu thơ của nhà thơ Du Tử Lê: ở chốn nhân gian không thể hiểu, mất hay còn chưa hẳn khác nhau đâu. Đúng mà phải không em? Mất hay còn chưa hẳn khác gì đâu, vì em luôn ở trong lòng mọi người. Thôi, từ nay chị sẽ không kêu em nữa. Em hãy an lòng mà ra đi, ngủ ngoan em nha, đứa em của chị. Xin dẫn đưa con về nẻo chính Chúa ơi.